Phật Pháp giới có vô lượng trừ Phật là do Phật Pháp mà hóa thành. Bồ Tát Pháp giới, Duyên Giác Pháp giới, Thành Văn Pháp giới, vân vân đều do đủ thứ Pháp mà hóa thành, cho nên gọi là Pháp giới. Nếu phân chia ra mà nói thì có 10 Pháp giới, nói chung lại thì có một Pháp giới, tức cũng là một niệm chân tâm. Biển Ba La Mật đều viên mãn, biết được Pháp giới là vô tướng thì thông đạt buồn thẻ là như như bất động rõ ràng sáng suốt là minh bạch tự tánh bồn thể tất cả biển ba la mật gồm có sáu ba la mật mười ba la mật trăm ba la mật ngàn ba la mật vạn ba la mật cũng có thể nói có tám vạn bốn ngàn ba la mật nếu minh bạch được pháp giới là vô tướng thì tất cả ba la mật đều viên mãn đầy đủ đại quang cứu khắp các chúng sinh đại quang tức là đại quang minh tạng đại quang chiếu khắp tất cả chúng sinh cứu hộ tất cả chúng sinh chúng sinh nào được đại quang minh tạng chiếu đến thì chúng sinh đó được cứu được hết khổ đại quang là từ trí huệ quang tù được trí huệ quang này là vô lượng vô biên chẳng có chỗ nào mà không chiếu đến chiếu khắp pháp giới trùng trùng vô tận vô tận trùng trùng sơn ức biết được phương tiện này vị tù di ức mà hầu là giả vương biết được pháp môn phương tiện này ông quá như lai sức tự tại mười phương hóa hiện thầy đồng đều chúng sinh được chiếu đều khai ngộ diệu quang minh vương thâm nhập được ông quá như lai sức tự tại bạn hãy xem sức tự tại của phật diệu không thể tả sức tự tại tức là sức thần thông sức thần thông của phật là không thể suy nghĩ không thể luận bàn mười phương hóa hiện thầy đồng đều phật hóa hiện pháp thân trong mười phương pháp giới chẳng có chỗ nào mà không có cho nên tất cả chúng sinh đắc được lợi ích cũng khác nhau. Người đại căn thì được thấm nhuận lớn, người tiểu căn thì được sự thấm nhuận ít. Chúng sinh được chiếu đều khai ngộ, chúng sinh được đại quang minh tạo của Phật chiếu đến thì đều khai ngộ đắc được trí huệ giải thoát. Diệu quang minh vương thâm nhập được, cảnh giới này vị khả ái là quang minh mà hầu là giả vương thâm nhập được, thấy rõ quang minh của Phật chiếu sáng chúng sinh thì tội nghiệp của chúng sinh đều tiêu diệt